triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Thì Phong Thanh xin chào cô bác anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì Phong Thanh đi cùng với anh Minh Thiện và anh Ngôn đến trao tiền của Mạnh Thường Quân đến ông cụ bà cụ để xây cái toilet lại cho hai ông bà cụ nha. Thì sau đây mời cả nhà cùng theo dõi. Xin chào tất cả các cô chú anh chị của các bạn. Thì hôm nay thì chào ông cụ và bà cụ. Làm sao thì chỗ cửa là sao thôi. Sao bà có cửa không? Sao có. Không có nữa mình làm cửa. Bây giờ ví dụ như làm cặp theo đó thì chỗ cái cửa đi vô trong toilet luôn. Và ngay đó là nó tiện. Tại vì ban đêm ban hôm chỉ đi trong nhà thôi. Mình không có chẳng hạn như ban đêm không có mở cửa đi ra đây nữa. Đâu bây giờ bà dẫn em qua đó. Cái bây giờ mình làm đây thì nói chung cái toilet là cái cửa thì nó kỳ vậy. Hôm em định nói với anh đó, anh thấy kỳ. Như là giờ mình lấy cái cửa này ra, mình làm toilet đây. Bước này mình dẫn xe tường luôn, trong toilet là hoàn toàn trong toilet là xe tường hết. Chỗ cửa đó ra. Ví dụ ban đêm ban hôm, ví dụ có đi thì cũng trong nhà không à. Mình không có mở cửa. Mình làm đây là đúng cái toilet luôn á. Chứ mình làm ở trước cửa em thấy kỳ kỳ. Tại sao toilet mình không làm làm trước cửa? Làm đây được nè. Dạ. Anh nắng qua này đi là vô sao đi. Dạ. À, con xin chào bà và ông nha. Dạ. À, thì ngày hôm nay á, con cũng thông qua cái hoàn cảnh của ông với bà là được biết nhờ chị Ven, cũng như là từ chị Ven mà đi tới đi lui á, thì mới thông qua những anh em mới biết được hoàn cảnh của ông và bà. Thì trong ngày hôm nay con có mời anh Tâm là thợ giống như là làm bên xây dựng á. Thì trong ngày hôm nay sẽ xuống đây để giúp đỡ cho ông và bà nha. Dạ. Thì ý ông và bà muốn làm cái nhà vệ sinh như thế nào? Bà góp ý đi, bà thích có cái nhà vệ sinh như thế nào? Em biết làm gì, làm sao cho đi được được thôi. Chàng ơi quý quá. Miễn có là mừng nghe bà ha. Dạ, ngày thường thì ông với bà đi vệ sinh ở đâu? Ngoài Dũng đó. Chàng ơi. Đi mưa gì ông về gì ông cũng tới. Tôi đau bụng quá. Hồi hôm mà ông đau bụng trọng. Dạ. Tôi nằm dưới đất à. Nằm dưới đất luôn không? Dạ, rồi tới đi không kịp mình nằm dưới đất luôn. Giọt luôn. Dạ. Hai quần áo. Dạ, anh Tâm ơi, anh Tâm cho em hỏi thăm á, hồi nãy anh Tâm có ra khảo sát cái phía sau nhà của bà không? Có em. Tại dạ. Nãy em có mời cái anh chủ đất á qua là anh hỏi để thăm qua là ví dụ như có cho ông với bà đặt được cái toilet nằm ở đâu. Hồi nãy anh có chỉ cho anh chỗ làm sao. Dạ. Là cái chỗ đó anh thấy cũng hợp lý, tại vì ví dụ như ở đó cũng sát cái nhà. Rồi mình chỗ cái cửa ra, ví dụ như ban đêm ban hôm vậy là mình không có đi ra ngoài. Dạ, có nghĩa là sát nhà luôn. Đúng rồi em. Là nó nằm cái cửa ở phía trong nhà luôn anh ha. Đúng rồi, là cặp với cái vách tôn á. Là mình xây ở ngoài, nhưng mà mình chỗ cái cửa vô nhà luôn. Dạ đúng rồi. Đó. Đặng cho cái việc đi lại của ông với bà đúng nó rồi, đúng hơn. Rồi. Dù như ban đêm ban hôm là mình không có mở cửa ra ngoài. Dạ. Trong nhà mà. À, thưa anh Tâm cho em hỏi á. Thì cái chi phí ban đầu mà anh tính toán ra thì nó là nằm ở khoảng bao nhiêu tiền? Ban đầu thì tính đặt ở đây thì nó khoảng 18 triệu.
Dạ. Ví dụ như nếu mà đặt lại ở sau thì anh bớt lại cho 2 triệu. Là 16 triệu. 16 triệu ha, anh Tâm ha. Đúng rồi. Tại vì nếu mà ban đầu đặt ở đây thì anh phải tốn mua xà gồ với tôn anh làm cái máy nữa. Dạ. Còn bây giờ anh chỉ lợp cái toilet đằng sau thôi. Nhưng mà anh Tâm tính là bằng tôn hay là bằng gạch hết? Bằng gạch hết em. Bằng gạch hết. Đúng rồi, đúng rồi, xây tường hết. Dạ. Xây tường trên lập tôn. Bây giờ giá gạch lên 1,5 luôn. Giá gạch lên 1,5. Đúng rồi, đúng rồi. Xây tường hết lên trên. Đúng rồi. Ở trên thì lập tôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Còn về giống như là ở phía dưới là mình có một cái hầm anh Tâm. Đúng, đúng, đúng. Dạ. Ở dưới thì anh dự định là dụ như hai ông bà cũng lớn tuổi là anh sẽ xuống cho hai cái ống cống. Đúng rồi, chưa chưa đây mà đào hầm xây cái không được. Thế như là cái ống cống mình đưa ra mưa ha. Không, cái ống cống đặt cái đó luôn em. Là dụ như nước á, nước sinh hoạt là nước rửa tay rửa chân hoặc là tắm đồ là nó chảy ra mương. Chảy ra mương. Còn nước trong cầu chảy xuống ống. Dạ. Thì cũng thưa anh Tâm, thì trong ngày hôm nay á, cái hoàn cảnh của ông với bà á, cũng nhờ thông qua là Nhàn Bùi cũng như là mấy anh em trước á có quay nói lên về cái hoàn cảnh của ông với bà, thì trong đó cũng có phần của anh Minh Thiện, thì ngày hôm nay em cũng có mời anh Minh Thiện đi cùng để mà hỗ trợ cái việc xây cất cái nhà giống như là toilet, nhà vệ sinh cho ông và bà. Dạ. Thì bên em á là có anh chị Loan là trao cho ông với bà á là sẽ là 10 triệu nha. Nhưng mà cái này là con đưa cho anh Minh Thiện đi, để anh Minh Thiện sẽ chuyển lại cho anh Tâm là về cái phần xây dựng ha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi. Thì đây là số tiền 10 triệu anh Minh Thiện ơi, của anh chị Loan đặng hỗ trợ vào cái việc xây cái nhà vệ sinh cho ông và bà. Được rồi. Còn phần hoàn thành cái nhà vệ sinh đó thì em giao lại cho Minh Thiện nha. Được rồi. Thì Thiện cũng chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Thì lúc trước thì Thiện cũng có chia sẻ cái hoàn cảnh của ông bà cụ, thì Thiện cũng thấy hoàn cảnh của ông bà cụ thì cũng rất là khó khăn. Thì Thiện cũng có mạnh thường quân, thì bên kênh của Thiện này chia sẻ lên đó thì cũng gửi một số tiền cho ông bà cụ. Thì hôm nay thì Thiện đến đây thì Thiện đọc cái danh sách nha cả nhà. Dạ. Thì chị Phương thì ở Lạng Sơn thì gửi cho ông bà cụ là 1 triệu đồng. Thì Phương Như Nguyễn thì gửi 300.000 đồng. Anh Nguyễn Trung Tính thì gửi 1 triệu đồng. Một người cô giấu tên thì gửi 500.000. Cô Thi Thi thì gửi 500.000. Anh Mỹ Lê thì ở Mỹ thì gửi 200 đô, thì Thiện đổi ra là 4.800.000. Chị Mai Huệ là gửi 200 đô thì đổi ra là 4.800.000, thì tổng cộng 13 triệu nha cả nhà. Thì hôm nay đến đây thì Thiện em giao cho ông bà, thì sẵn đây thì Thiện trước ra là 16 triệu để cho anh Tâm làm cái toilet nha cả nhà. Khổ quá lấy khổ. Bây giờ bà vắng mặt được rồi, bà đi cổng đi, bà đi cổng đi, bà vắng mặt được rồi. Chút xin dây cổ hết rồi. Dạ dạ, bà đi cổng đi. Rồi bà cổng đi bà, để nó sủa quá. Thì cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi là cái nhà thì Thiện sẵn đây là Thiện. Thấy không? Là Thiện đếm luôn nha nhà. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, là 13 triệu nha cả nhà. Như vậy là của bên anh Minh Thiện được sự hỗ trợ từ quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân
là tổng số tiền là 13 triệu. 13 triệu. Cộng với số tiền của anh chị Loan bên phía bên em là được 10 triệu nữa. Là 23 triệu. 23 triệu. Ừ. Như vậy thì mình cứ trao cho anh Tâm là 16 triệu. 16 triệu trước đi. Là 16 triệu là mình làm hoàn thành luôn hả anh Tâm? Đúng rồi. Là mình làm toilet là hoàn thành cho ông bà luôn. Anh câu nước ra ngoài luôn rồi anh câu điện luôn. Thì hôm nay đến đây thì em cũng gửi cho anh 16 triệu thì anh làm nó hoàn thành cho ông bà cụ nha. Rất là mừng thưa quý vị khán giả, tại vì có được sự hỗ trợ từ phía anh Tâm triệu của bên Đinh Quang Ngôn, mạnh thường quân bên Đinh Quang Ngôn, còn em gửi cho anh là 6 triệu nữa thì chẳng 16 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu là bên phần toilet là đủ nha. Còn cái phần này là của ông bà nha, ông bà. Ông bà ơi. Còn phần này là tiền của ông với bà nghe. Dạ. Đây bây giờ gửi cho ông nè, ông biết không? Biết hay là đợi bà đi. Đợi bà cái đi. Thưa quý vị khán giả, thì trong cái thời gian chờ đợi á thì thưa anh Tâm, trong cái khoảng thời gian vừa qua á thì có những anh em mà làm đường phía bên anh Tâm á thì cũng làm đường để đi vào dẫn cái con đường vào đến nhà chị Ven á, thì qua cái cuộc mà dạng như là quý vị Mạnh Thường Quân á, anh chị Lon cũng thấy được cái sự cực khổ của anh em nắng nôi, thì chị Lon cũng phát tâm xin trao tặng cho 6 anh em bên anh là mỗi người 1 triệu, riêng anh cũng sẽ có thêm 1 triệu, là tổng số tiền là 7 triệu ha anh Tâm ha. Dạ rồi, để em trao ha. 1 2 3 4 5 6 7. Dạ rồi, đây là 7 triệu. Hy vọng rằng anh Tâm phát lại cho anh em giúp em ha. Chuyển lại là của anh chị Long gửi tặng cho anh em ha. Dạ thay mặt tất cả anh em làm đường gửi chúc tới anh chị Long. Dạ đúng rồi. Sức khỏe. Dạ. Và thành công trong cuộc sống. Nói chung là cũng nhờ có chị Ven mà mới biết được anh Tâm cũng như là ông bà cụ, còn cũng còn một hai hoàn cảnh nữa, thì cũng thông qua chị Ven đó thì bà con cũng như là quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mới có cái cơ hội để mà trao duyên phát tâm đến cho bà con. Dạ. Thì em cũng hy vọng rằng anh Tâm sẽ cố gắng tranh thủ giống như là hoàn thành sớm để mà bàn giao cho ông và bà tiện trong cái việc đi lại ha. Và bắt đầu ngày mai anh sẽ làm luôn đó. Bắt đầu ngày mai anh khởi công luôn ha. Bắt đầu ngày mai là anh sẽ làm. Ngày mai anh khởi công. Dạ cũng mừng. Dạ. Mừng không à? Ông mừng nghe, đừng có toilet là ông mừng nha. Ông mong muốn năm nay chắc cũng 20 mấy năm rồi. Từ đó giờ là không có cái toilet nữa. Đi bờ đi bụi không ha. Dạ. Ông có cái lời gì muốn gửi đến quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không? Dạ không biết nói à. Không biết nói nha. Có cảm ơn hay là có chúc hạnh phúc gì không? Dạ cảm ơn cho hạnh phúc cho cô bác rồi, là cho tôi cũng rất cảm ơn đội ơn. Dạ cũng nhờ có chị Quyên mà mấy anh em mới biết được hoàn cảnh của ông với bà đó. Từ nhỏ lớn thì tôi lớn cũng không biết nói gì hết. Tại vì mấy đứa tụi con là thấy hoàn cảnh của ông quá là khó khăn, hai ông bà già cũng lớn tuổi nữa mà sống ở đây mà cũng không có toilet nữa, thì tại cũng như là cũng nhờ là nói chung là chị Ben thì mấy tụi con mới gặp được ông. Dạ đau bụng với cho mình đau hả ông, thì mình có đi khám không? Không, cũng như là mình không có tiền đi khám hay là mình không đi khám? Không có tiền đi khám ha. Bây giờ trao tiền cho bà này, bà vô ngồi kế không lộc, bà biết kiếm tiền không? Thì cả nhà ơi, thì hôm nay thì Thiện còn cái số tiền dư lại thì Thiện gửi cho ông bà nha cả nhà. Dạ. Thì sẵn bên đó đếm giùm đi ngon, gửi cho ông bà giùm cho anh. Dạ rồi. Như vậy để con đếm cái số tiền trao cho ông và bà với bà hết. 1 2 3 4 5 6 7. Dạ rồi. Tổng số tiền trong ngày hôm nay á
của quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, là từ cái kênh của anh Minh Thiện á, cũng còn là 7 triệu anh Minh Thiện gửi cho ông với bà ha. Dạ rồi. Bà có lời gì gửi tới quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không? Dạ, gửi thăm mấy Mạnh Thường Quân cho vui vẻ, để mạnh bình an. Hồi nào giờ hồi nào giờ bà thấy số tiền này chưa? Dạ chưa. Dạ bà ơi, thì số tiền bên Mạnh Thường Quân bên con cũng gửi cho bà. Thứ nhất là Mạnh Thường Quân cũng dạ, như là kêu bà đi ra chợ để làm quần áo cho ông. Nhưng mà tại vì nói chung con đến đây cũng trễ rồi nên là con không có được, mà con cũng không biết ông bạn cái size như thế nào. Dạ, dạ. Thì con cũng gửi cho bà. Dạ. Thì sẵn đó thì bà mua giùm cho ông nghe. Dạ. Dạ thì còn những mà cái vật dụng mà như là ống nước đổ này kia để cho anh Tâm anh làm xong rồi đó, thì sau này thì con có thể là con thấy cái nào không được thì con gắn thêm. Dạ, dạ. Rồi nãy là anh có lời nào mà nãy nói anh tính nói với em mà làm chức lại của ông bà 1 triệu đi, đặng Sài Gòn về anh làm để cho cái chuồng vịt. À ok, làm cái chuồng vịt ha. Như vậy là con xin phép là chức 1 triệu nha. Triệu là lần này còn 6 triệu để làm cái chuồng vịt cho bà. Dạ. Thì đem công anh làm cho. Dạ rồi, như vậy là đây là 1 triệu chích lại cả nhà để lập lại cho cái chuồng vịt. Đây là 1 triệu là bây giờ là đưa anh Tâm cũng như là anh Tâm sửa lại cái chuồng vịt cho ông bà. Tại chuồng vịt ông bà thì nói chung ra là cũng là nó muốn ngã nghiêng đó cả nhà. Dạ rồi, thưa quý vị khán giả, đồ là chắc không đủ luôn á, nhưng mà làm quý anh Tâm quá. Dạ, giống như là anh Tâm vừa làm mà vừa giúp luôn. Đúng rồi, ví dụ như anh mua được cái cột nào còn xài được á thì xài, còn không xài cũng được á thì anh sắt chuyện làm luôn cho. Dạ. Nhưng mà chắc là làm gọn lại chút đi. Dạ. Dạ rồi, ok anh Tâm. Dạ rồi, thì hy vọng rằng anh Tâm sớm hoàn thành bàn giao nha. Video tới đây là kết thúc nha cả nhà. Thì hẹn cô bác chị và các bạn những video tiếp theo nha.